Câu chuyện Lội Ngược Dòng của tỷ phú Ngô Thắng Minh. Ngô Thắng Minh sinh năm 1933 trong một gia đình giàu có. Gia đình bà là một thế gia có tiếng ở Thằng Châu, Chiết Giang. Tuy nhiên, bà lại có tuổi thơ không hề hạnh phúc. Năm 2 tuổi, mẹ bà đi thêm bước nữa. Bố cũng bỏ đi Thượng Hải sống cuộc sống, ăn chơi, hưởng lạc. Chỉ còn lại Ngô Thắng Minh cùng các em sống cùng ông bà nội. Khi còn nhỏ, bà đã sớm bộc lộ trí tuệ khác người. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang ở tuổi ăn chơi, Ngô Thắng Minh lại thích ở lại cửa hàng, học cách kinh doanh, buôn bán của ông nội. Năm 16 tuổi, do bất mãn với hôn sự mà người nhà sắp đặt, bà đã âm thầm bỏ trốn đến Thượng Hải với 2.000 nhân dân tệ trong tay, khoảng 7 triệu Việt Nam lúc ấy. Một thân một mình ở Thượng Hải, không người quen biết, số tiền mang theo bên mình sớm đã tiêu sạch. Vì mưu sinh, Ngô Thắng Minh đã tìm được công việc bảo mẫu, tuy có thể ăn no mặc ấm, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Sau đó, bà đến Thiệu Hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và gặp được chàng phi công trẻ Trương Tư Nguyên. Hai người kết hôn xong liền đến Tây An làm ăn. Do làm việc quá sức, bà nhiều lần bị sảy thai. Đến năm 42 tuổi mới hạ sinh được bé gái đầu lòng, đặt tên là Diễm Tử. Bà vô cùng yêu thương con gái của mình, luôn dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho cô con gái bé nhỏ. Năm 1977, đúng vào thời điểm cải cách mở cửa, với trực giác nhạy bén của mình, Ngô Thắng Minh đã mở một công ty kinh doanh. Quy mô kinh doanh của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn mạnh. Đến năm 1984, bà mở rộng kinh doanh ra Chiết Giang, Hà Nam, Tứ Xuyên và nhiều nơi khác, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, do bà quá bận rộn làm ăn bên ngoài, chồng bà là Trương Tư Nguyên đã lén lút ngoại tình cùng với cô bảo mẫu nhỏ. Vì con gái và hạnh phúc gia đình, Ngô Thắng Minh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Thảm họa ập đến, Ngô Thắng Minh ngồi tù, nhà tan cửa nát. Có những lúc tham vọng giống như con mãnh thú, một khi không khống chế được sẽ rất dễ rơi xuống hố sâu. Sự nghiệp kinh doanh không thuận lợi khiến dã tâm của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn mạnh và đi vào con đường sai trái của cuộc đời. Mùa hè năm 1985, bà lên kế hoạch buôn lậu 48 chiếc xe ô tô cao cấp. Cùng thời điểm đó, bà buôn bán phi pháp lượng vải trị giá 6 triệu nhân dân tệ, tương đương với 21 tỷ đồng Việt Nam. Nhờ đó, bà kiếm về tay lợi nhuận 20 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 70 tỷ đồng. Không bao lâu sau, công ty của Ngô Thắng Minh bị điều tra. Năm 1986, bà bị lĩnh án tử hình treo vì thủ đoạn buôn bán phi pháp ở tuổi 53 và bị giam ở nhà tù Thượng Hải. Không lâu sau đó, bà nhận được thư đề nghị ly hôn của chồng đến 2 lần. Nhưng do đang trong tù nên cả hai không thể ly hôn. Sau đó, người chồng bội bạc đã dùng tiền của bà mua nhà, mua xe cho cô bồ nhí bảo mẫu kia, cao chạy xa bay đến An Huy và gửi con gái về nhà chú ở dưới quê. Người con gái yêu quý của bà sau đó không nhận được sự yêu thương chăm sóc, bị bố cự tuyệt, mẹ bị kết án tử hình treo, trong cơn sụp đổ và thất vọng đã lựa chọn tự sát. 2 năm sau, Ngô Thắng Minh mới nhận được tin con gái đã mất. Bà không thể chấp nhận được sự thật đau khổ này. Bà đã mất tất cả, giờ ngay cả đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng đã ra đi. Ngô Thắng Minh tuyệt vọng, suy sụp. Vào một buổi tối mưa bão, nhân lúc người khác không chú ý, bà lén lút lấy miếng dao nhỏ trong túi áo, cắt cổ tay tự tử. May mắn quản giáo đến ngăn cản kịp thời, nói với bà về di nguyện cuối cùng của con gái là được sống hạnh phúc, sung sướng cùng bà như trước đây. Bà muốn hoàn thành ý nguyện đó, muốn một ngày nào đó có thể đến bên mộ con gái và nói câu: "Con gái, mẹ về rồi đây." Ngô Thắng Minh lấy lại tinh thần, tích cực cải tạo. Trong thời gian đó, không chỉ có cơ hội giảm án đến 9 lần, bà còn viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cuộc đời mình, Con đường tù tội, dùng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở và cảnh tỉnh người đời. Năm 2003, người đàn bà 72 tuổi Ngô Thắng Minh cuối cùng cũng đã được ra tù, trở lại Trịnh Châu và bắt đầu lại với công việc quét dọn nhà vệ sinh. Từ một nữ tỷ phú trở thành cô lao công quét dọn, từ đỉnh cao của sự vinh quang rơi xuống vực thẳm của đời người, nhưng Ngô Thắng Minh không hề quán trách số phận. Năm 2005, bà vay mượn khắp nơi gom được 900.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng hơn 3 tỷ đồng Việt Nam, cùng với một người bạn khác mở vườn nho. Kết quả người kia ôm hết tiền bỏ trốn, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh ở lại gánh khoản nợ khổng lồ. Người bình thường nếu trải qua những đả kích liên tục như vậy, nhất định sẽ không thể gắng gượng được mà gục ngã. Nhưng với Ngô Thắng Minh, người phụ nữ không bao giờ chịu thua, bà lại mạnh mẽ lựa chọn khởi nghiệp lần thứ hai. Chỉ trong vòng 5 năm,
bà không chỉ phục sinh được vườn nho mà còn xây dựng nó trở thành vườn sinh thái tham quan và du lịch nổi tiếng, kiếm được lợi nhuận hơn 6 triệu nhân dân tệ, trên 21 tỷ đồng Việt Nam. Đồng thời, bà cũng thành lập được nhiều công ty của riêng mình. Năm 2010, Ngô Thắng Minh được mời về làm viện trưởng của khu chung cư dành cho những người già ở Tây An. Vì tâm nguyện của con gái, bà giao lại công ty cho người khác quản lý, dồn hết toàn tâm, toàn lực vào sự nghiệp công ích. Không chỉ tự xây dựng viện dưỡng lão và thành lập quỹ từ thiện, bà còn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trợ cấp cho trẻ em ở vùng nghèo khó được đến trường. Năm 2016, chồng cũ của bà tìm đến, mong muốn quay lại, nhưng Ngô Thắng Minh thẳng thừng từ chối. Nhìn người chồng già yếu không người chăm sóc trước mặt, Ngô Thắng Minh lương thiện đã thu nhận ông ta vào viện dưỡng lão chăm sóc. Hiện nay, người phụ nữ 89 tuổi Ngô Thắng Minh đã trở thành tỷ phú lẫy lừng. Không chỉ kinh doanh về mảng viện dưỡng lão, nông nghiệp, thực phẩm, nhà hàng, bà lão thời thượng này còn lấn sang các phương tiện truyền thông như livestream hay quay video TikTok.